Vâng, xin chào các bạn. Hôm qua sau khi mình đăng cái bài về những cái giới hạn của áp suất thì có rất là nhiều các cái phản ánh của các bạn về khác nhau. Có người thì ok, có người thì hoang mang vì tại sao áp suất có nhiều hạn chế vậy. Vậy thì chúng ta có nên lựa chọn áp suất để có thể xây dựng một cái ứng dụng no-code cho doanh nghiệp của mình hay không? Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn những cái ứng dụng này nó là cái hạn chế hay là nó là giới hạn. Các bạn cần phân biệt giúp mình hạn chế và giới hạn nó khác nhau ha. Giới hạn là giới hạn tối thiểu, giới hạn tối đa. Còn ví dụ như hạn chế là nó mang ý nghĩa tiêu cực. Mang ý nghĩa tiêu cực có nghĩa là thằng này nó chưa có được tốt, nó chưa có được xịn. Ok. Còn cái chuyện mà xịn hay tốt khi sử dụng một cái nền tảng thì chỉ khi chúng ta khai thác được những cái điểm ưu của nó thì nó mới phục vụ được cho công việc của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta cứ tập trung vào những cái điểm yếu thì không bao giờ chúng ta có thể khai thác được cái điểm mạnh của một cái nền tảng đó. Giống như bạn có một người nhân viên hay một đứa con cũng vậy thôi. Bạn khen nó, bạn thấy nó có những cái gì mạnh, cái gì hay, bạn biết khai thác sức mạnh của nó thì nó sẽ mang lại giá trị cho doanh nghiệp của bạn và cho gia đình của bạn. Còn nếu bạn suốt ngày bạn cứ chê cái điểm yếu của nó thì khiến nó về bản thân nó sẽ bị tự ti. Về bản thân bạn thì bạn cũng chẳng muốn giao những cái việc gì lớn lao cho nó, bạn cũng không có tạo điều kiện cho nó và nó cũng không giúp bạn phát huy được cái giá trị mang lại cho doanh nghiệp của bạn. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những cái phần chia sẻ này. Các bạn nhìn lên trên màn hình, mình show lên đây thì nó khá là nhiều cái thông tin để các bạn chúng ta quan tâm. Thứ nhất là chúng ta thấy một cái bảng mà Hiền đưa ra những cái con số. Và ở đây có rất là nhiều cái con số từ 1 cho tới 300 ngàn. Ok, từ 1 cho tới 300 ngàn. Các bạn chúng ta có thể tưởng tượng được những cái giới hạn nó sẽ xoay quanh những cái con số này. Giới hạn ở đây có thể là giới hạn tối thiểu, cũng có thể là giới hạn tối đa cho những cái tính năng mà AppSheet hỗ trợ. Đầu tiên đó là tính năng số 1. AppSheet giới hạn là chỉ được một người chỉnh sửa cấu trúc app cùng lúc. Đây là một cái hạn chế nếu chúng ta làm một cái dự án lớn mà combine hết vào chung một cái app. Thì AppSheet không hỗ trợ cho chúng ta là hai người cùng edit. Cái này thì nó cũng đúng luôn cả trên AppScript. AppScript hay là AppSheet thì hai người cùng sửa song song không được. Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng những cái phương thức khác để chúng ta có thể phối hợp nhiều người cùng làm chung một dự án. Ví dụ như cái dự án của chúng ta thay vì chúng ta làm một cái app lớn, chúng ta có thể combine, có thể tách ra thành nhiều cái app con rồi chúng ta sẽ liên kết lại. Nhưng mà cái gì nó cũng sẽ có hai mặt. Khi chúng ta tách ra làm nhiều app con thì cái việc khai báo những cái cấu trúc dữ liệu dùng chung nó sẽ tốn thời gian nhiều hơn. Ok, đó là cái hạn chế. Nhưng mà mình nghĩ đây thì chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua khỏi, bởi vì cái việc mà xây dựng một cái ứng dụng cho doanh nghiệp á, thì nó cũng chỉ tập trung vào một người hoặc là một nhóm người nào đó thôi, chứ không phải tất cả mọi người cùng xây dựng. Và chúng ta cũng xác định luôn AppSheet là một cái nền tảng để xây dựng mini app, chứ không phải là một cái nền tảng để xây dựng một cái hệ thống big data hay là ERP với đầy đủ các quy trình đầy đủ mà chúng ta nhồi hết vào thì nó sẽ rất là ảnh hưởng tới hiệu năng ha. Mặc dù tính năng nó có thể đáp ứng được nhưng mà hiệu năng nó sẽ không gánh được hết. Rồi tiếp đến là 3 giây. 3 giây là một cái thời gian để phản hồi một cái kết quả từ trên giao diện người dùng trên web app về trên database, hoặc là có thể chuyển từ cái kết quả từ giao diện người dùng này sang giao diện của người dùng khác nếu mà chúng ta bật cái chế độ đồng bộ real time. Mình không biết là những cái phần mềm khác nếu mà nó sử dụng cái kết nối qua cái nền tảng database trung gian như AppSheet thì có cái nào nó nhanh hơn AppSheet hay không. Mình cũng thử test trên Glide, test trên những cái nền tảng khác thì mình thấy thì nó cũng tối thiểu nó cũng phải 3 giây. Hay là thậm chí những cái Office 365 thì nó thậm chí nó còn dài hơn nữa, chứ nó không thể là 3 giây. Thì các bạn chúng ta nếu mà sử dụng nhiều nền tảng, chúng ta có thể trải nghiệm và chúng ta cho cái phản hồi có những cái nền tảng nào mà có thể cho kết nối giữa hai cái client với nhau mà nó dưới 1 giây thì chúng ta có thể gợi ý thêm ha. Còn đối với AppSheet thì mình thấy cái nhu cầu hiện tại thì đáp ứng được là trong vòng 3 giây. Rồi tiếp đến là cái thời gian thực hiện một cái bot để thay đổi dữ liệu, tức là khi chúng ta thực hiện một cái automation mà chúng ta gắn cái trạng thái chờ á, thì cái thời gian của chúng ta có thể thực hiện nó chạy trong vòng tối đa là 2 phút. Nếu mà sau 2 phút mà nó không có xử lý được hết á thì nó sẽ báo lỗi quá cái thời gian xử lý. Các bạn nhớ ha. Thực tế là mình đã test đối với những cái automation của chúng ta, nó có thể nó chạy tới, nó kéo dài cái thời gian tới
có thể tới 2 phút, 3 phút, nó tùy thuộc vào cái sự kết nối của máy tính, tốc độ xử lý của máy tính của bạn. Nhưng mà nếu mà nó xử lý quá 2 phút mà nó không trả được kết quả thì nó sẽ bị báo lỗi. Thì đây là những cái kết nối nói chung. Nếu các bạn có xài về Power Automate thì nó cũng thường hay bị cái tình trạng này, nếu mà dữ liệu của chúng ta nạp vào cho nó quá lớn dẫn đến là nó thời gian xử lý không đủ, nhiều khi nó trả kết quả bị sai, đó là chuyện bình thường. Nên khi chúng ta xài về hệ thống thì chúng ta phải biết cách tối ưu ha. Rồi tiếp đến là cái phần về 5 phút này. Trong 5 phút thì chúng ta có thể thay đổi một cái lịch, một cái đặt lịch, là giống như chúng ta chờ đi thì chúng ta có thể đặt một cái delay nó từ 5 phút cho tới 30 ngày. Đó là một cái giới hạn mà chúng ta cần phải biết. Mình không biết có cái no code nào có thể đặt cái lịch mà có thể quét được tới 1 năm hay không, nhưng mà đối với AppSheet thì sẽ hỗ trợ cho chúng ta tối thiểu là 5 phút và tối đa là 30 ngày để có thể gắn một cái trigger, check và hoạt động thực thi. Rồi tiếp đến là 5 trang in. Thì theo khuyến cáo của AppSheet là một cái trang in thì chúng ta không nên quá nhiều trang để cái thời gian xử lý nó nhanh nhất. Nhưng mà thực tế mình đã xuất những cái trang in tới 180 trang trên AppSheet vẫn bình thường. Tất nhiên thì một cái trang in thì nếu mà chúng ta có càng nhiều hình trong cái trang đó thì xuất nó càng chậm. Công thức càng phức tạp ở trên cái template thì xuất nó sẽ càng phức tạp. Database gốc của chúng ta càng nhiều dữ liệu thì chúng ta xuất nó càng chậm. Do đó chúng ta làm trên mini app thì chúng ta phải biết cách tối ưu từ cái database cho tới cái trang in. Ok. Rồi tiếp đến là 9 user. Một cái app miễn phí được chia sẻ với 9 user và mình thấy nhiều người chưa sử dụng AppSheet bao giờ vào đây chê rất là nhiều. 9 user thì không làm được gì đối với một công ty. Nhưng mà các bạn cần phải biết đây là 9 cái email và AppSheet là cho chúng ta một cái chính sách, đó là một cái app chúng ta có thể chia sẻ được với tối đa là 9 email. Nhưng mà một cái email như vậy có thể kết nối cùng lúc 5 thiết bị. Nếu mà 6 thiết bị thì được không? Câu trả lời là được ha. Nếu mà 6 thiết bị chúng ta cũng vẫn có thể kết nối được, thậm chí mình đã triển khai cho hàng chục thiết bị, 50 thiết bị cùng sử dụng chung một email để truy cập vào được. Tất nhiên thì cái việc này chúng ta sẽ phải đánh đổi bởi bởi cái sự chờ đợi. Bởi vì sao? Những cái thiết bị này khi submit thì phần mềm trên server nó sẽ nhận đây là một cái database của một người dùng và nó sẽ xếp hàng để chờ đợi người nào trước sẽ tới trước, người nào sau sẽ tới sau. Chứ nó không có chuyện mà nó cho chúng ta những cái luồng song song để kết nối. Nên chúng ta sẽ bị tắc nếu mà chúng ta sử dụng quá nhiều cái thiết bị dùng chung email. Nhưng mà nếu mà chúng ta có tiền thì chúng ta sử dụng tài khoản Pro thì tốc độ xử lý nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Ok ha. Rồi tiếp đến là dung lượng 10 metadata. Thì cái 10 metadata này nó là một cái con số không chính thức. Đây là cái khuyến cáo của AppSheet thôi. Thực tế chúng ta có thể load đi những cái database của chúng ta với lượng dữ liệu có tính bằng dòng hoặc là mê thì do chúng ta có thể check trong, các bạn có thể bấm F12 lên mỗi lần loading chúng ta xem thử nó đọc bao nhiêu megabyte thì chúng ta có thể check ha. Chúng ta có thể quy đổi 10 megabyte data dữ liệu này nó tương ứng với tối đa là 100.000 dòng trên một cái table. Chúng ta cứ tưởng tượng như vậy là được ha. Rồi 20 megabyte dung lượng có thể tải tối đa trên một cái file tài liệu, có thể tải tối đa. Nếu mà cái file của chúng ta xuất ra mà cái dung lượng nó quá lớn hoặc là chúng ta đính kèm vào thì nó sẽ gây tình trạng chờ đợi nó bị chậm. Thì AppSheet khuyến cáo cho chúng ta là nên up những cái file dưới 20 MB. Thực tế thì một số bạn sử dụng AppSheet để upload video, nhưng mà cái việc này theo mình khuyến cáo là không nên. Bởi vì video của chúng ta có thể tới vài trăm mê, có thể tới cả ghi mà chúng ta up chúng ta muốn nó đẩy lên nhanh giống như một cái hình thì đó là một cái điều bất khả kháng đối với bất kỳ một cái phần mềm nào ha. Nên chúng ta thấy những phần mềm thường nó sẽ giới hạn dung lượng file. Thì AppSheet thì nó không có giới hạn dung lượng file, nhưng mà nếu mà file chúng ta càng lớn thì chúng ta upload là nhiều khi cái việc submit của user nó bị lỗi bởi vì nó chưa đủ thời gian để tải file lên được. Đây là cái vấn đề thường hay xảy ra đối với những bạn xài điện thoại mà bật cái chế độ phân giải của cái ảnh rất là cao khi các bạn chụp bằng điện thoại bằng submit chứ. Thì lúc này AppSheet nó phải xử lý để nó nén cái ảnh của bạn lại. Nhưng mà chưa nén xong lúc này bạn tắt cả app lẫn đến là cái hình của bạn nó chưa tải lên được. Cái việc này mình thấy rất là nhiều bạn gặp phải. Rồi tiếp đến là các bạn sẽ có 20 tới 30 kiểu xem hoặc là 20 tới 30 cái table. Thì đây là theo khuyến cáo của AppSheet. Để chúng ta tạo ra một cái ứng dụng càng mượt thì chúng ta càng càng ít table, càng ít view. Nếu chúng ta tạo ra một ứng dụng mà càng nhiều bảng, càng nhiều view thì chúng ta tưởng tượng rằng nó một cái sự kết nối rất là nhiều database nó đổ về và cái mạng lưới nó sẽ chằng chịt, nó sẽ hiển thị lên, nó đẩy dữ liệu lên trên nhiều cái giao diện thì tất nhiên hiệu năng của nó sẽ không tốt và nó sẽ bị delay, bị chậm. Nên chúng ta càng tối ưu về mặt cấu trúc dữ liệu, về table, về view,
thì cái app của bạn tạo ra nó sẽ càng mượt. Và mình ở đây mình cũng chia sẻ thêm, mình cũng chưa thấy cái ứng dụng nào nền no code mà có thể tạo ra được nhiều cái table, nhiều cái kiểu view như AppSheet mà có thể đạt được cái độ làm việc một cách linh hoạt như AppSheet. Mình cũng xài một số cái ứng dụng khác, đa phần thì để làm được như vậy thì người ta làm ở trên thẳng trên database. Ví dụ như là LastPay, như là Airtable thì người ta có thể tạo ra rất là nhiều cái bản tính trên database. Nhưng mà khi mà đưa lên form á, thì mình thấy nó hoạt động không tốt như AppSheet. Khi đưa lên trên giao diện người dùng trên web app thì nó không hoạt động tốt như AppSheet. Và đây là cái hay của AppSheet, nó không phải là cái dở như các bạn. Rồi tiếp đến 30 phút, nếu chúng ta bật cái chế độ auto update thì chúng ta không làm gì, chúng ta nhấn sync. Chúng ta không nhấn sync thì cứ sau 30 phút thì AppSheet sẽ tự động đồng bộ dữ liệu lên server cho các bạn. Đó. À, và nếu mà chúng ta bật cái chế độ quick sync như một 3 giây này thì AppSheet sẽ tự động đồng bộ ngay khi chúng ta nhấn submit và user bên kia sẽ nhận được kết quả. À, tuy nhiên tính năng quick sync này nó có một cái hạn chế, có nghĩa là nó chỉ đồng bộ được test chứ nó không đồng bộ được file. Do đó các bạn muốn tải đầy đủ dữ liệu từ trên server về thì chúng ta phải nhấn sync, thì lúc này file nó mới đẩy về cho chúng ta. Đó là các bạn để ý khi chúng ta sử dụng quick sync trên desktop mode ha. Rồi tiếp đến 30 ngày là thời gian chờ tối đa, giống như hồi nãy mình có liên hệ với lại cái chỗ 5 phút thì tối thiểu là 5 phút và tối đa là 30 ngày cho một cái điều kiện chờ của một automation. 55 ngày là dữ liệu về số ngày chạy bot tối đa, mà chúng ta có thể chạy bot tối đa là 55 ngày. Rồi 100 cho tới 100 cột thì đây là một cái câu trả lời nó không chính thức. Nhiều bạn hỏi là AppSheet có thể tạo được một cái database bao nhiêu cột, thì cái việc mà chúng ta tạo bao nhiêu cột thì nó sẽ ảnh hưởng tới tổng cái số cell trên một cái database của chúng ta. Như các bạn cũng biết là Google Sheet giới hạn 10 triệu cell trên một file Google Sheet. Nó không giới hạn cho chúng ta cái số lượng cột cụ thể, nhưng mà thường thì sẽ khoảng 16.000 cột. Đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta không thể nào làm được hết 16.000 cột trên AppSheet. Thì chúng ta có thể làm tới 100, 200 cột tùy nhu cầu của các bạn. Nhưng mà theo cái khuyến cáo của Hiền thì các bạn nên tạo càng ít cột càng tốt. Nếu một cái database của chúng ta mà nó quá nhiều cột thì thứ nhất chúng ta sẽ tốn thời gian cho cái việc khai báo dữ liệu mỗi khi chúng ta update rất là cực. Thứ hai là chúng ta bố trí nó hiển thị ở trên view của chúng ta, lúc này nó rất là rối cho người dùng. Thứ ba là chúng ta cũng không nên lạm dụng quá nhiều cột, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái độ dài của cái dòng của chúng ta. Nhiều cột thì dòng nó sẽ co lại, bởi vì cái nguyên tắc trung bình cộng, đúng không ạ? Tổng cái số cột nhân với tổng số dòng thì nó sẽ ra tổng số cell. Do đó càng nhiều cột thì nó sẽ càng ít dòng, và càng nhiều dòng thì nó sẽ càng ít cột. Ok. Chúng ta có thể tư duy theo hướng phân tích ra thành nhiều cái bảng con và tạo cái mối quan hệ với nhau. Rồi 100 lựa chọn trên một cái anonym list và 1.000 ký tự trên một cell, hai cái này nó có liên hệ với nhau. 100 là một con số không chính thức, mà quan trọng là một cell trên một cái database trên AppSheet, trên một cái column, nếu mà chúng ta điền dữ liệu vào thì tối đa là 50.000 ký tự. 50.000 ký tự các bạn cứ tưởng tượng ra là nó tương ứng với lại một trang giấy của chúng ta là 1.000 ký tự đi, thì 50.000 ký tự thì chúng ta có thể lưu được 50 trang giấy. Ok, 50 trang giấy. Vậy nếu mà chúng ta có một cái danh sách sổ xuống và chúng ta tùy chọn nhiều á, thì chúng ta chọn được bao nhiêu cái tùy chọn nó phụ thuộc vào cái độ dài của cái số lượng ký tự của bạn trong cái danh sách đó ha. Nên cái danh sách của chúng ta càng ngắn thì chúng ta chọn càng được nhiều. Danh sách của chúng ta nó cái ký tự chúng ta càng dài, cái độ dài của cái chuỗi nó càng dài thì chúng ta chọn được ít. Ok. Rồi, cái tính năng về automation này rất là hay, chúng ta có thể thực hiện đồng thời 5.000 cái automation. Đây là một con số khá là tốt. Nếu như ví dụ như chúng ta gửi mail bằng Gmail, chúng ta chỉ được gửi tối đa 100 email trên một ngày, thì các bạn sử dụng AppSheet, chúng ta gửi mail chúng ta có thể thực hiện được tới 5.000 automation, tức là 5.000 email trên một ngày. Rất là nhiều, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể gọi được 5.000 web post đồng thời, rất là nhanh. Chúng ta có thể xử lý được rất là nhiều thứ trên này một cách tự động. Rồi chúng ta có thể làm được gì trên AppSheet? AppSheet nó có thể nó show database trên cái database của AppSheet server ra cho chúng ta là 10.000 dòng. Ví dụ như cái database trên Google Sheet của bạn 20.000 dòng thì AppSheet nó vẫn nhận, nhưng mà khi chúng ta test ở trên database của Google Sheet á, của AppSheet á, trên cái mục database thì chúng ta chỉ nhận được tối đa, nó sẽ hiển thị cho chúng ta
là 10.000 dòng thôi, nó không hiển thị hết. À, các bạn để ý chỗ đó là cái giới hạn mà chúng ta kiểm tra database khi chúng ta làm app và chúng ta test app ha. Nó chỉ show được cho chúng ta là 10.000 dòng thôi. Rồi tiếp đến 100.000 dòng là cái con số mà các bạn để ý về cái số lượng dòng tối đa trên một database từ Google Sheet. Đây là một con số đủ để cho chúng ta có thể hoạt động với một cái doanh nghiệp nhu cầu một ngày phát sinh 100 dòng đi. Thì chúng ta cần 10.000 ngày đúng không ạ? 10.000 ngày thì chúng ta mới đạt tới con số 100.000 dòng. 1.000 ngày thì chúng ta mới đạt tới một số 100.000 dòng. Thì đây là con số cũng tương đối lớn. À, nhưng mà kinh nghiệm của mình làm việc trên database, trên AppSheet thì chúng ta đừng làm nó quá lớn. Chỉ tầm khoảng cỡ 30-40.000 dòng là các bạn hãy nghĩ tới cái việc backup data để mà dữ liệu của bạn nó nhẹ bớt và cái app của bạn nó sẽ mượt hơn ha. Rồi tiếp đến con số 200.000 dòng là cái con số mà AppSheet Database nó hỗ trợ trên cái AppSheet Database. À, như các bạn cũng biết là AppSheet Database là một cái first party database gốc. Nó không cần kết nối với những cái nguồn database bên ngoài như là Google Sheet hay là SQL. À, và chúng ta có thể dùng cái database này để làm việc và cũng có thể dùng để build ứng dụng. Thì cái database này không miễn phí. Nếu chúng ta sử dụng tài khoản free, chúng ta chỉ được sử dụng tối đa là 5 table và mỗi table tối đa là 1.000 dòng thôi. Còn các bạn muốn xài nhiều hơn, các bạn phải nâng cấp lên từng cái gói và mỗi gói nó sẽ cho chúng ta cái quota cho lượng database, lượng table trên đó. À, riêng cái gói Enterprise thì maximum là được 200.000 dòng. Cái này thì mình chưa test bởi vì mình không có tài khoản Enterprise, mình chỉ xài tài khoản Starter thôi ha. Và cuối cùng đó là 300.000 dòng là cái con số mình đã test được trên SQL Cloud như là MySQL hay là Supabase. Thì AppSheet có thể load được một cái lượng database trên một cái bảng với 20 cột là tới 300.000 dòng. À, đây là con số khá là ấn tượng đối với một cái mini app. À, đó là những cái tính năng của AppSheet. À, nếu bạn thấy có những cái ứng dụng nào mà có thể vượt ra được những cái giới hạn này của AppSheet mà hay và dễ sử dụng mà có thể thân thiện cho người dùng để một người mới có thể áp dụng được, chúng ta có thể comment và chia sẻ bên dưới để chúng ta cùng giao lưu học hỏi nha. Rồi, cảm ơn các bạn chúng ta đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn nha.